Xin chào quý bà con, mình là Ly. Hiện tại Ly đang có mặt tại trung tâm cây giống, địa chỉ được đặt ở ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Hạnh Trung, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Ngày hôm nay Ly xin phép được chia sẻ cho quý bà con chúng ta về nơi đóng hàng cây giống online nha. Cũng có nhiều anh chị đang quan tâm cũng như là về cây giống cũng như là về phân bón nha, và cách đóng hàng của bên trung tâm cây giống cũng như anh chị mà mua số lượng thì bên trung tâm cây giống có đóng hàng giao tại nhà cho quý bà con chúng ta hay không ha. Thì ngày hôm nay Ly sẽ quay từng chi tiết cho quý bà con chúng ta cùng xem luôn. Nơi đây là nơi đóng hàng cây giống online nè. Giống như những cái anh chị mà mua số lượng đây, chỉ có một cây thôi hả bà con, chỉ có một cây thôi thì bên trung tâm cây giống vẫn nhận đơn giao hàng cho quý bà con chúng ta rồi. Cây này là cây quýt hồng nè, cây quýt hồng hả bà con. Cây quýt hồng là dạng cây trôi, cây lở. Còn cây này là cây mít ruột đỏ, sơ vàng siêu sớm luôn nha, cho trái rất là sớm nha. Chúng ta trồng chỉ trong vòng là từ 15 đến 18 tháng thì bắt đầu ra trái rồi. Số lượng là 10 cây nè đó, 10 cây mít ruột đỏ sơ vàng. Gốc thì cũng rất là đẹp đi hả bà con. Bích ruột đỏ sơ vàng hiện tại rất là ưu việt nha. Giá bán trái hiện tại thì cũng rất là cao, 48.000 trên 1kg. Thì có những cái video thì Ly có thực hiện đi vườn nè, cắt mít như thế nào và có giới thiệu lái đến vườn cho quý bà con chúng ta bán trái luôn nha. Giống như cái đơn này 10 cây nè, thì Ly cũng dẫn đóng hàng giao tại nhà cho quý bà con chúng ta. Giống như là mít nè. Rồi tới cái đơn này. Cái đơn này là có 10 cây mít ruột đỏ sơ vàng nè. Rồi tới vua vọt đọt. Đây, giống như là cái chai này là cái chai vua vọt đọt đây ha bà con. Cây con thì chúng ta cần xài những cái phân bón giống như vậy để kích cho cái bồ đọt của nó sẽ sung mạnh hơn, giống như là nó phát triển tốt hơn. Không phải phát triển cái đọt thôi nha, những cái nắp lá này nè, chúng ta phun vô thì nó cũng bung đọt theo những cái chèo lá giống như vậy luôn ha. Cây nó sẽ nhanh phát triển hơn nha. Và đồng thời kết hợp ở dưới là cái humic. Humic nè, bên trung tâm cây giống thì xài humic gon, humic da băng gon ha, vua ra rễ luôn nha. Một bịch như vậy là 1kg nè, giải độc phèn, ngộ độc hữu cơ, ra rễ cực mạnh ha, chống ngạt rễ, tốt đất xanh cây, bông dày và trái to nha bà con. Xài cho tất cả các loại cây con luôn, không riêng về cây mít hay là cây na gì hết. Chúng ta pha một bịch như vậy là 400 lít nước nè, chúng ta tưới cho mỗi cây như vậy là 2 lít nước đối với cây con. Còn nếu như anh chị mà mua số lượng 10 cây thôi, chúng ta trồng 10 cây thôi mà chúng ta muốn pha cái bịch humic này thì giống như là 10 cây thì một cây như vậy chúng ta xài 2 lít thì chúng ta pha 20 lít nước. Thì 20 lít nước thì chúng ta pha cho là 2 muỗng rưỡi đến 3 muỗng muỗng ăn cơm á. Bịch humic này nè thì chúng ta tưới nha. Đồng thời thì bên trung tâm cây giống cũng kết hợp cho chủ đầu tư á là xài cái ca cu kẽm để phòng ngừa tăng sức đề kháng nè, ngừa thối cành hả bà con. Giống như là chết đọt, chết nhánh rồi đó, nó sẽ phát triển mạnh hơn, lá nó sẽ dày hơn nha. Đây, quý bà con chúng ta nhìn thấy không? Những cái phần tối ưu cái rễ nó nè, nó sẽ phát triển mạnh hơn. Cái rễ mạnh ở trên thì cái lá nó sẽ xanh được nha bà con. Đó. Một bịch như vậy là 800g nè, 800g. Đó. Nếu như anh chị nào mà chúng ta mà xài số lượng nhiều á thì chúng ta pha chung một bịch này với bịch humic da băng nha. Cô chú anh chị mà xài số lượng ít á thì chúng ta pha ít lại ha. Pha ít lại. Một muỗng này cộng với 2 muỗng humic da băng gon này với một thùng B 20 lít nước nha. Thì chúng ta phải tưới cho mỗi cây như vậy là 2 lít ha bà con. Đó. Phun ở trên, kích rễ ở dưới nha, là cây phát triển rất là đồng bộ rồi nha. Đây. Cái này là áo. Áo của trung tâm cây giống tặng cho chủ đầu tư đây. Đây là phân bón nè. Chú lấy là 10 bịch humic nè. Rồi thêm 5 bịch ca cu kẽm. 4 chai vua vật đọt. Rồi có bịch siêu nấm nữa nè. Cái này là người nấm bệnh nha bà con, người nấm bệnh. Cho cây con ngay từ đầu luôn. Rồi đây là có nho thân gỗ đây. Nho thân gỗ thì nó sẽ ra trái trong thân nha. Rồi cái bên nữa. Cái bên nữa là chủ đầu tư này lấy cũng là vua vọt đọt nè. Vua vọt đọt 5 đây ha bà con. Ca cu siêu nấm bệnh nè, 3 tác trọng luôn. Rồi humic da băng gon. Humic da băng gon là 10 bịch. Đây, 10 bịch. Đây, cái đơn đây ha bà con. 10 bịch humic da băng gon đây. Xài rất là tốt nha bà con. Sản phẩm này là sản phẩm độc quyền của bên trung tâm cây giống. Đây, quý bà con chúng ta nhìn thấy cái bao bì không ạ? Có in đây ha. Trung tâm cây giống đây, địa chỉ rõ ràng đây ha bà con. Xài phân bón chính hãng rất là tốt nha. Đó, đây là cây na thái nè. Chủ đầu tư thì cũng lấy thêm 80 cây na thái. Na thái thì chúng ta trồng chỉ trong vòng là từ 18 đến 24 tháng thì bắt đầu ra trái nha. Trái na thái thì ăn rất là ngon nha bà con, nó rất là dẻo nè. Trọng lượng của trái thì nó từ 300g đổ lên. Nếu như khu vườn mà chúng ta mà chăm sóc tốt á, có thể là một trái nó lên 1kg luôn á.
cách đốt hàng cây giống đây, quý bà con chúng ta cứ an tâm ha. Trước khi đi thì bên trung tâm cây giống sẽ tưới giữ ẩm là cái thứ nhất nè. Còn cái thứ hai nữa là quấn bầu lại giống như vậy nè. Đó. Quấn bầu lại đó. Đó bạn Như nè, đây. Bạn Như mới quấn xong cái nè. Đó, quấn bầu lại như vậy. Để tránh tình trạng mà lông bầu á tại vận chuyển đi xa thì nó cũng tưng tưng giống như vậy nè. Nên quấn lại như vậy. Cái sơ dừa ở trong thì nó không có văng ra ngoài ha, nó không có lỏng bầu nha. Quý bà con chúng ta về nhận hàng chịu khó cắt cái cùng băng keo này ra nè. Đó, rồi chúng ta để trong mát tưới nước. Nếu như nhận hàng bưu điện thì chúng ta để tầm khoảng là từ 3 ngày đến 7 ngày thì cho cái bộ rễ này nè nó ổn định lại, chúng ta trồng thì cây nó phát triển tốt hơn. Còn nếu như anh chị mà nhận đường xe thì để qua ngày sau thì chúng ta trồng được rồi, không có cần dưỡng lại đâu nha. Thì bên trung tâm cây giống một cây cũng vẫn đóng luôn nha, Ly xin nhắc lại ha. Cô chú anh chị là chúng ta thích mua hàng với trung tâm cây giống một cây vẫn đóng hàng cho quý bà con chúng ta, đặc biệt là giao tại nhà qua đường GNT nha. Cứ gọi vào hai số điện thoại hiện trên màn hình, muốn mua cây giống nào thì cứ việc mua cây giống đó, một cây thì vẫn đóng, để bên trung tâm cây giống giống như là lấy địa chỉ cụ thể nè, rồi lấy số điện thoại ha, để giao hàng cho quý bà con chúng ta, giống như đi mua một cây hai cây cây giống gì đó, dễ trao đổi với chủ đầu tư hơn. Rồi đây là Lona nè, cây hoàn toàn được nuôi lại hết nha. Khi mà ghép xuống rồi phải sang ra một cái chậu nuôi lại nè, rồi cắt đôn lại nữa, chứ không phải là để nguyên cao như vậy nè. Khi mà nhân giống thì cái cây nó cao giống như vậy nè, mà phải cắt đôn lại nuôi dưỡng cho nó ra những cái tuột đọt mới giống như vậy nè, là cây phát triển rất là mạnh và chúng ta về trồng nó không có còn hao hụt gì nữa nha. Rồi cái tiếp theo là cây quýt đường. Quýt đường đang cho trái sẵn. Cái lô này là bao nhiêu tiền cây anh Toàn? À, quýt đường đang cho trái sẵn luôn. Cây quýt đường đang cho trái sẵn này là 700 ngàn một cây, là đã bao gồm phí vận chuyển luôn ha. Giống như là 600 ngàn một cây, tiền ship thêm 100 nữa, là bao gồm phí vận chuyển luôn là 700 ngàn một cây. Tới nha. Cây đang cho trái sẵn. Quýt đường thì ăn nó cũng giàu vitamin, giàu dưỡng chất ha. Rồi tới cây nữa. Cây tiếp theo nữa là cây ổi ruby. Ổi ruby đang cho trái luôn. Đây. Đó, đây hai trái nè. Bên đây nữa nè. Đó, nhóc luôn. Rất là nhiều. Ổi ruby thì chúng ta phân biệt qua lá nè. Cái lá nó dày và nó tròn ha bà con, rồi nó to nữa. Cái dân lá ngoài sau lên nó nổi lên nè. Thì bên trung tâm cây giống có cây con và có cây to nữa nha. Cây to cũng khá là nhiều loại. Cây độc lạ có nè, cây ăn quả trong nước cũng có nè. Nếu như anh chị nào chúng ta thích cây giống nào thì cứ việc gọi vào hai số điện thoại ha, để Ly nêu từng cây cho quý bà con chúng ta tham khảo sơ sơ. Giống như là cây táo thái nè, táo thái đây ha, táo thái cây to và có cây nhỏ nữa nha. Rồi tới cái cây ổi ruby, nho thân gỗ nè. Rồi chai gigasin, bưởi da xanh, vú sữa lò gà, vú sữa mica, cây lekima thái. Rồi cái gì ta? Mít Indo nè. Mít Indo, rồi dâu xanh. Nhãn tím nè, nhãn tím, rồi nhãn xuồng cơm vàng, rất là nhiều loại để Ly mời quý bà con chúng ta cùng đi tham quan một vòng nữa nha. Hôm nay Ly quay video hơi dài thì Ly sẽ mời quý bà con chúng ta đi tham quan một tí xíu. Còn đây là cây vú sữa. Vú sữa này là vú sữa Mica. Vú sữa Mica đang cho trái luôn. Đó. Các bạn chúng ta thấy không? Cây vú sữa Mica đang cho trái sẵn luôn. Đã có chủ đầu tư chọn rồi. Đây. Đo hoành nè. Đó. Hoành đây các bạn con. Hoành là 15, chiều cao là cao 1,5 m, rất là rõ ràng luôn nha. Anh chị nào mà chốt đơn của bên trung tâm cây giống thì Ly sẽ đo hoành nè, đo chiều cao, gửi cho chủ đầu tư xem qua Zalo, chủ đầu tư ok rồi mới đóng hàng nha. Đó, cây vú sữa Mica đang cho trái sẵn. Anh chị nào thích thì cứ việc gọi vào hai số điện thoại hiện trên màn hình ha. Bên trung tâm cây giống còn số lượng rất là nhiều nha. Có cây có hoa, có cây chưa có hoa và có cây có trái sẵn luôn. Anh chị nào mua trước thì Ly sẽ chọn những cái cây giống đang cho trái sẵn. Còn đây là cái bảng hiệu của Sở Nông nghiệp cấp cho bên trung tâm cây giống là cây chống đạt chuẩn ha con. Điểm nhân rộng mô hình, tức là điểm nhân rộng mô hình là có những cái cây giống đầu dòng thì người ta mới cung cấp là cái bảng hiệu này, là điểm nhân rộng mô hình, cây giống đạt chuẩn luôn á. Quý bà con chúng ta mua giống không có sợ bị lầm. Đó, nguyên một cái kho để cây giống to nè. Rồi có cây vú sữa hoàng kim nữa nè. Vú sữa lò ghèn. Vú sữa lò ghèn đang cho trái. Đây. 300 ngàn trên một cây. Cây đang cho trái. Số lượng còn nhiều lắm nha. Rồi có cây sòi nữa nè. Cây sòi đang cho trái luôn.
Sabo. Đây, Sabo, Sabo Cần Thơ. Sabo Cần Thơ đang cho trái sẵn hết bà con. Đây, trái đây, trái nhìn cưng ghê không? Đó, Sabo Cần Thơ. Đây là những cái cây nhãn, nhãn suông. Nhãn suông cơm vàng. Rồi cây hồng đen sô cô la nữa nè. Còn đây là cái nhóm này là nhóm quýt đường. Quýt đường ha. Nhóm quýt đường rồi có ổi nữ hoàng và hồng xiêm xoài, hồng xiêm trái xoài ha bà con. Rồi có bưởi da xanh nè, bưởi da xanh thì Ly giới thiệu rồi, Ly quên. Đây. Đây những cái trái vú sữa đây, quý bà con chúng ta nhìn thấy không? Đó, trái nhỏ thôi, chúng ta về trồng chậu được nha. Rồi, ngày hôm nay Ly chia sẻ cho quý bà con chúng ta về nơi đóng hàng cây giống online cũng như là đóng hàng cây giống như thế nào. Cô chú anh chị cần mua số lượng bao nhiêu thì cứ gọi vào số điện thoại hiện trên màn hình giúp Ly nha. Còn bây giờ, bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.